Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, huyện ủy Bảo Yên vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt phân tích làm rõ thêm các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, các đề án, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện và một số vấn đề cần quan tâm để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết tại cơ sở. Thông qua hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đến cán bộ đảng viên, công chức viên chức và nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau học tập, mỗi cán bộ đảng viên làm bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm. Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng của huyện sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt, phổ biến trong cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Theo dự báo, từ đêm ngày 15 tháng 12 trên địa bàn tỉnh xảy ra rét đậm, rét hại, có mưa và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối ở một số xã vùng cao. Đây là loại hình thời tiết có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống và sản xuất của người dân. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương cần chủ động sẵn sàng trong công tác phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần thành lập các đoàn công tác đến từng thôn bản và hộ gia đình, kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi. Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh về diễn biến của thời tiết để người dân chủ động có biện pháp phòng chống rét. Cụ thể, với cây trồng, cần tăng cường chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ hoai mục, phân NPK để cây trồng ra thêm rễ mới, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, tăng sức chống chịu với thời tiết. Tuyệt đối không gieo hạt vào những ngày nhiệt độ dưới 15 độ C. Đối với vật nuôi, người dân cần tiếp tục giữ trữ thức ăn, sửa chữa che chắn và làm mới chuồng trại, tăng cường chế độ chăm sóc. Cần quản lý chặt chẽ đàn gia súc di chuyển đi tránh rét, giám sát phát hiện kịp thời dịch bệnh, tuyên truyền nhân dân không chăn thả gia súc những ngày nhiệt độ dưới 13 độ C, cần nuôi nhốt gia súc tại chuồng. Tập trung chuyển dịch sản xuất phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xã Na Hối, huyện Bắc Hà tích cực thực hiện. Trong đó, ưu tiên việc đẩy mạnh sản xuất cây rau vụ đông, nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế với các loại cây rau màu có thế mạnh của địa phương. Ngay như với vụ đông này, bà con nhân dân xã Na Hối đang tích cực triển khai sản xuất cây rau vụ đông. Để nâng cao giá trị của cây rau, hầu hết các hộ dân phải thực hiện sản xuất đảm bảo an toàn, được một số hợp tác xã thu mua, bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó mà cây rau vụ đông của xã đang nâng cao về giá trị và có thị trường tiêu thụ khá ổn định. Đến nay, Na Hối đã thực hiện phát triển được trên 78 hectare rau màu các loại. Trên địa bàn xã gần như không còn đất bỏ không. Đây là cơ sở để xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo mở rộng, nâng cao hiệu quả các loại cây rau lợi thế. Đối với cây rau vụ đông này thì thực sự là cái hiệu quả cũng tương đối là tốt. Trên địa bàn xã cũng đã có một cái doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo thu mua cái số lượng rau để cung cấp cho các thị trường như là thị trường Hà Nội và ngoài Lào Cai. Đấy thì cái cây rau vụ đông chủ yếu đây thì các loại rau như cải, bắp cải, rồi súp lơ, su hào, rồi một số các loại rau cải. Đấy, vừa rồi thì xã cũng đã đưa vào xây dựng cái thí điểm về cái cải xoăn, cái cây cũng giá trị kinh tế rất là cao và cũng đã được các thị trường cũng tiếp cận được một số các thị trường, và trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục là nhân rộng cái diện tích cây cải xoăn này. Diện tích hơn 6.000 m2 đất này được gia đình chị Tạ Thị Hoa ở thôn Na Áng B dùng để trồng gối một số loại rau cải. Thời điểm này, giá rau có thấp hơn trước nhưng vẫn cho thu hoạch hơn một số loại cây trồng khác. Chính vì vậy mà gia đình chị liên tục trồng các loại rau để tăng năng suất, tăng thu nhập. Này thì nó cũng đỡ hơn cây ngô của mình một tí. Vâng, cây ngô thì vừa được mấy nghìn thôi, 5-6 nghìn một căn ngô thì làm vất vả, thì cây rau thì cũng 3-4 nghìn một mớ rau thì cũng được. So với ngô thì lại làm vất vả hơn.
Ví dụ mà không làm được thì đất thì cũng bỏ không, thì cũng phải cố gắng mà làm thôi. Cũng như gia đình tôi và cũng các hộ trong thôn ấy là trồng cái rau vụ đông này thì cũng kiếm được, nói chung là cũng được một khoản kinh tế giúp gia đình trang trải trong cái vụ này. Với lại cái thứ hai nữa là rau vụ đông nếu mà mình mà trồng được nhiều ấy mà không không muốn bán ra thị trường thì mình cũng lại có thể phục vụ cho gia đình mình được. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cũng có thể cho đàn gia súc. Theo kế hoạch vụ đông này, Na Hối triển khai sản xuất 32 hectare cây rau vụ đông như bắp cải, su hào, súp lơ, cải ngọt, cải thảo, cải xoăn, đậu Hà Lan. Từ hiệu quả và tiềm năng phát triển của cây rau trên địa bàn, xã Na Hối đã đưa ra nhiều giải pháp định hướng cho việc phát triển cây rau trên địa bàn nói chung và cây rau vụ đông nói riêng. Trong đó, trên địa bàn xã đã thành lập 3 hợp tác xã sản xuất, thu mua, bao tiêu sản phẩm rau cho bà con nhân dân, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân sản xuất rau sạch, an toàn để có thể cung ứng ổn định cho những thị trường lớn như Hà Nội, Lào Cai. Ban dân tộc tỉnh vừa phối hợp với trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức bế giảng, nghiệm thu lớp dạy tiếng dân tộc theo hình thức truyền khẩu cho dân tộc Phù Lá, Xa Phó, dân tộc Bố Y theo đề án 2086 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn của huyện Mường Khương năm 2020. Thực hiện theo đề án 2086 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Mường Khương được hỗ trợ 5 lớp dạy tiếng dân tộc theo hình thức truyền khẩu cho dân tộc Phù Lá tại 3 thôn Xín Trải B, Lao Tô Trải, Lao Trải, xã Tà Gia Khâu, với 2 lớp dạy tiếng dân tộc Bố Uy tại thôn Lao Hầu và thôn Xín Trải, xã Thanh Bình, với mỗi lớp là 50 học viên. Trong thời gian 1 tháng, các học viên được truyền tải những kiến thức cơ bản như ngôn ngữ giao tiếp, đồ dùng gia đình, phong tục tập quán, những nét đẹp truyền thống và các lễ hội của dân tộc Phù Lá, Xa Phó và dân tộc Bố Y. Đặc biệt, giáo viên tham gia giảng dạy tại các lớp được ban dân tộc tỉnh lựa chọn những cá nhân có uy tín tại địa phương, giàu ngôn ngữ, am hiểu những phong tục tập quán, lịch sử, nguồn gốc của dân tộc mình để tham gia các lớp tập huấn kỹ năng giảng dạy, phương pháp truyền tải kiến thức cơ bản nhất đến các học viên bằng hình thức truyền khẩu. Chúng tôi đã triển khai cái nội dung về xây dựng đội văn nghệ, như là mở các cái lớp dạy tiếng theo cái hình thức truyền khẩu cho người Phù Lá và Bố Y. Thì năm ngoái thì cũng đã tổ chức một lớp và năm nay tiếp tục nâng cao hơn. Thì qua cái đánh giá thì chúng tôi thấy rằng là nói là bà con thì có ý thức rất là tốt trong cái việc đón nhận cái chính sách này. Thế và duy trì cái lớp học cũng như là tham gia cái đội văn nghệ rất là tích cực. Rất là vinh dự được nhà nước hỗ trợ về để cho dân tộc học này thì bà con rất là thích học ạ. Từ bây giờ trở đi thì chúng tôi cũng sẽ gặp bạn bè đâu thì cũng phải nói tiếng dân tộc của mình và sẽ nói nhiều hơn. Từ năm nay trở đi thì cũng học hết kết thúc năm cuối cùng rồi thì xem xong lại có học nữa không thì học thì còn học nhiều hơn nữa. Thì đi đâu gặp nhiều bạn bè thì nói tiếng của mình thôi. Lớp học nhằm khơi dậy tính tự học sáng tạo của người dân, nhằm giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Phù Lá và dân tộc Bố Y tại huyện Mường Khương. Thực hiện vai trò đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công nhân viên chức người lao động, những năm qua tổ chức công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã có sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, thường xuyên có khoảng trên 60% số công nhân viên chức người lao động luyện tập thể thao. Thống kê từ năm 2000 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức trên 2.000 buổi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút gần 50.000 lượt công nhân viên chức người lao động tham gia. Trên 95% gia đình công nhân viên chức người lao động đạt danh hiệu văn hóa. Các sở ngành trong tỉnh hầu hết đều có sân chơi, nhà tập luyện thể dục thể thao, có câu lạc bộ thể dục thể thao với nhiều hoạt động đa dạng phong phú, thu hút đông đảo công nhân viên chức người lao động tham gia. Từ sân chơi bổ ích này đã xuất hiện nhiều nhân tố đóng góp tích cực cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của tỉnh. Các hoạt động văn hóa thể thao đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người lao động, động viên công nhân viên chức người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, thực trạng việc cung ứng các sản phẩm nông sản tại các bếp ăn tập thể như nhà hàng, khách sạn, trường học hay bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh đang được các cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao. Qua kiểm tra của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện tại 3 cơ sở của thị xã Sapa, thì cả 3 cơ sở này đều không đáp ứng được các yêu cầu kiểm tra theo quy định.
Bếp ăn của trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và dân tộc nội trú thị xã Sapa có đến vài trăm học sinh ăn hàng ngày tại đây. Tất cả đều rất sạch sẽ. Tuy nhiên, khi kiểm tra hồ sơ về việc nhập thực phẩm hàng ngày thì đơn vị này chưa xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Tôi mới được nhận cái giao là phụ trách nhà trường. Có nhiều mảng mà đang trong cái quy trình bàn giao. Nhưng từ trước đến giờ là về cái nhận thực phẩm hay là ký hợp đồng với các bên cung ứng thì nhà trường đều làm đúng cái quy trình. Cái hồ sơ mà chỗ đồng chí hỏi thì tôi sẽ yêu cầu phụ trách nhà bếp cũng như là cái mảng phụ trách chính ở dưới này người ta sẽ hoàn thiện trong cái thời gian sớm nhất để đoàn kiểm tra có thể kiểm tra. Trên địa bàn thị xã Sapa có 428 cơ sở dịch vụ ăn uống, trong đó có một phần rất lớn là các nhà hàng khách sạn. Khi kiểm tra các nhà hàng, ngoài việc không xuất trình được đầy đủ hồ sơ theo quy định thì cũng còn rất nhiều vấn đề trong bảo quản thực phẩm. Ruốc cá hồi sống, thức ăn chín, tôm đông lạnh, tất cả đều được để trong tủ cấp đông này. Tại thời điểm kiểm tra, không có chủ nhà hàng nên không xuất trình được hồ sơ theo quy định và cơ quan chức năng cũng chưa thể xử phạt. Năm trước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Yên, thị xã Sapa bị xử phạt với lỗi mất vệ sinh trong kho bảo quản. Năm nay, cơ sở này tiếp tục vi phạm hai lỗi khác, đó là mua bán hàng không có đủ giấy tờ ghi chép nguồn gốc sản phẩm và không có giấy khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên theo quy định. Tại cơ sở này, nhốt gà sống chỉ cách kho bảo quản thực phẩm một lối đi rộng khoảng 1 mét, không có vách ngăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm là rất lớn. Năm ngoái thì những các cái lỗi cơ bản mà các anh chị nhắc nhở thì bọn em cũng đã triển khai rồi, không đến độ thì cũng mà giết mổ thì trên bàn inox em bảo đảm vệ sinh các cái thì bọn em vẫn khắc phục đầy đủ. Em khẳng định một câu là nếu mà bên em giết mổ như này là nó gọi là đúng là so với huyện ấy, em nói thật sự là kể cả thị xã anh chị kể cả kiểm tra các khu khác cũng thế thôi, bảo đảm hơn rất nhiều. Nói thật sự là như thế, cũng mong là mình sẽ bảo đảm sạch sẽ hơn. Nhưng ngược lại thì cũng vì điều kiện kinh tế vừa nó cũng khu này nó cũng chưa có cái khu giết mổ tập trung nên ra nó cũng khó. Với góc độ của cơ quan chuyên môn, chúng tôi sẽ phối hợp với các cái cơ quan có chức năng tham mưu cho Ủy ban thị xã sẽ có những cái biện pháp xử lý đối với các cái cơ sở vi phạm và sẽ theo dõi, tái kiểm tra sau khi mà đã xử lý các cơ sở vi phạm. Trong tháng 11, Trung tâm Y tế thị xã Sapa đã tiến hành kiểm tra 381 lượt các cơ sở dịch vụ ăn uống, thì có 71 lượt của một số cơ sở không đạt yêu cầu, thực hiện test nhanh 523 mẫu, có một mẫu thực phẩm không đạt yêu cầu. Những tồn tại được đoàn kiểm tra chỉ ra cần được thị xã Sapa sớm chỉ đạo khắc phục nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và du khách. Thực hiện kế hoạch số 496 của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 15 tháng 12, Công an thành phố Lào Cai liên tiếp triệt phá thành công 2 vụ án ma túy, bắt giữ 8 đối tượng. Khoảng 8 giờ ngày 15 tháng 12, tại khu vực đường Lý Công Uẩn, tổ 13 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Lào Cai bắt quả tang đối tượng Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hưu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang khi Linh đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ tại hiện trường trên tay trái của đối tượng có một túi ni lông bên trong chứa 13 túi nhỏ ma túy đá. Công an thành phố Lào Cai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Duy Linh tại số nhà 131 đường Mường Than, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng gồm 2 nam, 3 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ tại nơi ở của Linh một túi ma túy đá, một túi cần sa, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Tiếp đó khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại đường Hà Đặc, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tổ trinh sát thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Lào Cai tiếp tục triệt phá tụ điểm ma túy trái phép của đối tượng Đào Xuân Toan, sinh năm 1983, trú tại tổ 12 phường Pom Hán, thành phố Lào Cai. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang thêm đối tượng Lê Tuấn Minh, sinh năm 1989, trú tại tổ 15 phường Pom Hán, thành phố Lào Cai về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Minh khai nhận đã mua một gói ma túy heroin của Toan với giá 100.000 đồng. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Xuân Toan, cơ quan công an thu giữ 3 gói ma túy heroin và một số tang vật có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý trước pháp luật.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.